Hãy cùng chúng tôi theo dõi biểu hiện của cậu bé này. Không biết vì lý do gì, cậu bé này đã vô cùng tức giận, nhảy cẩn lên, ném mạnh chiếc tai nghe xuống bàn. Bé trai dùng tay đập mạnh vào bàn phím, miệng liên tiếp giữ thề. Và tiếp tục đập mạnh vào bàn phím, tỏ vẻ hung dữ vì thất vọng việc gì đó. Cậu bé này cũng vậy. Bất ngờ, cậu bé ném mạnh con chuột máy tính vào bức tường trước mặt và giật văng bàn phím ném xuống đất. Có thể thấy những trò chơi này đã kích động mạnh mẽ đến tâm lý và hành vi của đứa trẻ. Việc thua cuộc trong trò chơi game online đã khiến chúng biểu hiện những hành động thô bạo và không kiểm soát được hành vi của chính mình. Đương nhiên, việc bạo lực sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Những đứa trẻ còn có xu hướng giải quyết mâu thuẫn bằng tay chân giống như hai cậu bé này. Nguy hiểm hơn nữa là sự manh động táo tợn của các em nghiện game dẫn đến những sự việc thương tâm từng được báo chí đề cập trước đây. Thuốc lá là mối nguy hiểm đối với sức khỏe của người hút thuốc và cộng đồng. Hút thuốc lá thường xuyên là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất gây nên bệnh ung thư. Trong thuốc lá có hàng ngàn chất hóa học, hàng chục chất gây ung thư, nicotine, nhựa thuốc lá, khí CO, monoxit carbon. Việt Nam có tỷ lệ người hút thuốc lá thuộc loại cao nhất thế giới. Có lẽ một trong những nguyên nhân và cũng là hệ quả của tỷ lệ đáng buồn đó được thể hiện qua những hình ảnh đáng sợ sau đây. Những đứa trẻ tiếp cận với thuốc lá một cách vô tư với sự khuyến khích của người lớn. Người lớn còn có ý định châm lửa cho điếu thuốc để đứa bé tập làm quen với hành vi của người nghiện thuốc lá. Đây chính là một trong những hình ảnh phản cảm rất đáng trách do người lớn gây ra khi đang đầu độc sức khỏe trẻ em và chuẩn bị bổ sung thêm một người nghiện thuốc lá ở Việt Nam. Điều đáng trách hơn là những người lớn này có vẻ tự hào vì con hơn cha là nhà có phúc, phúc hay họa đây. Thêm một tình huống khác mà camera cận cảnh ghi lại được. Chúng tôi cũng vô cùng bất ngờ với hành động của cô bé này. Hãy cùng quan sát. Ấy, đúng là con giống cha là nhà. Với sự cổ vũ nhiệt tình của người lớn, cô bé đã hút thuốc như một người lớn bị nghiện thuốc lâu năm. Mời quý vị cùng theo dõi một đoạn video clip sau đây và cùng lắng nghe màn đối thoại rùng rợn giữa người lớn và trẻ em. Thế con thích đẹp không? Đẹp đẹp thì thích quá. Ồ. Thế bác cho mày 500k mày hút bác coi ha. Được, ok không? Hút thử cái, hút như người lớn này. Thử thôi nhá. Ừ. Không được mà không cho đấy. Rồi, ok. Đây 500k của con này. Và thế là cuộc thuyết phục đã thành công. Giờ thì hãy xem sự điêu luyện của cậu bé trong việc hút thuốc lào bằng điếu cày. Chỉ cần một cái rít nhanh gọn, chưa đầy 5 giây sau, cậu bé đã có được số tiền 500 ngàn. Nhưng cái kết bất ngờ chính là đây. Ngon không? Nói ngon không? Ngon không? Ngon. Thấy cậu bé nằm bất động, người đàn ông vô tâm vừa thách thức đứa bé hút thuốc lào, còn cười một cách hả hê, không chút lo lắng. Một hành động nhẫn tâm, đáng lên án. Những hình ảnh phản cảm và đáng buồn này đã góp phần tạo nên tỷ lệ người hút thuốc lá trên dân số Việt Nam ngày càng gia tăng. Tiêm nhiễm cho trẻ em thói quen lệ thuộc vào chất gây nghiện ngay từ trong gia đình, tác động xấu đến sức khỏe của trẻ em và tạo điều kiện cho trẻ em thực hiện hành vi đi ngược với xu hướng bỏ thuốc lá của cuộc sống văn minh. Qua nội dung này, những người thực hiện camera cận cảnh rất mong người lớn tuyệt đối không cho trẻ em tiếp cận với thuốc lá dưới bất cứ hình thức nào, đồng thời định hướng và giáo dục các em về những giá trị tốt đẹp của một môi trường sống trong lành, không có khói thuốc lá.